làm công việc xây dựng bận rộn, anh mở thường xuyên vắng nhà, mọi việc ở nhà đều do vợ anh gánh vác. Thế hai con lớn dần có vẻ ngoài khác nhau, anh nghi ngờ nên âm thầm đi xét nghiệm. Khi nhận kết quả, anh bàng hoàng không tin đó là sự thật. Được biết, anh mở và vợ lấy nhau được một năm thì hai vợ chồng có tin vui. Niềm vui của anh được nhân đôi khi vợ thông báo có bầu song thai. Biết tin vợ mang song thai, anh mở cảm thấy rất hạnh phúc. Anh muốn dành thời gian quan tâm vợ con nhiều hơn nên xin nghỉ phép 3 ngày. Do công việc, anh thường phải đi theo công trình xây dựng. Cuộc sống nay đây mai đó nên anh mở cũng thương vợ ở nhà một mình bụng mang dạ chửa. Tuy nhiên, vợ anh luôn tỏ ra cứng cỏi và thông cảm cho công việc của anh nên anh càng thêm yêu vợ. Vợ anh sau đó đã sinh hai con gái xinh xắn, anh mở rất tự hào. Anh ở nhà chăm vợ, chơi với con được 10 ngày lại phải đi công trình. Một mình vợ anh cùng bà ngoại vật lộn với hai đứa trẻ con. Đến khi hai con gái được 3 tuổi, anh mở xin về làm tại văn phòng để có thời gian dành cho con nhiều hơn. Thời gian ở bên con nhiều, anh mới phát hiện ra hai đứa trẻ sinh đôi khác nhau hoàn toàn về cả nét mặt và tính cách. Mọi người nói hai đứa trẻ sinh đôi khác trứng sẽ thường không giống nhau. Tuy nhiên, người cha như anh lại lăn tăn vì một đứa giống anh, còn đứa còn lại rất giống người yêu cũ của vợ. Nghi ngờ đứa trẻ không phải con mình nên anh đã âm thầm mang móng tay của hai đứa trẻ đi xét nghiệm ADN. Cầm kết quả trên tay, mắt anh mờ đi, anh không tin nổi và ôm mặt khóc. Trong hai đứa trẻ, một đứa có quan hệ huyết thống với anh, còn đứa còn lại thì không. Đại tá Hà Quốc Khanh, nguyên giám đốc trung tâm giám định ADN, phó viện trưởng Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an cho biết, trường hợp sinh đôi tự nhiên khác trứng và khác tinh trùng như của gia đình anh M là cực kỳ hiếm. Trên thế giới cũng đã từng ghi nhận trường hợp cặp sinh đôi có một bé da trắng và một bé da đen. Theo ông Khanh, đây được coi là hiện tượng siêu thụ tinh, khi mà hai trứng của mẹ được thụ tinh bởi hai tinh trùng từ hai người đàn ông khác nhau trong khoảng thời gian nhất định. Nguyên nhân dẫn đến trường hợp này là do người phụ nữ trong khoảng thời gian dụng trứng có quan hệ với chồng và một người đàn ông khác. Một quả trứng được dụng ra khi quan hệ với chồng và một quả trứng thứ hai được dụng ra khi quan hệ với người đàn ông khác dẫn tới sinh đôi khác bố. Những cặp sinh đôi khác trứng sẽ có nhiều khác biệt về mặt di truyền hơn so với các cặp sinh đôi cùng trứng. Cấu trúc ADN của các cặp này chỉ giống nhau chừng 50%. Chính vì vậy, các em bé song sinh khác trứng khi chào đời có thể có ngoại hình và giới tính không giống nhau. Theo nghiên cứu, việc sinh đôi khắc trứng phụ thuộc khác nhiều vào khía cạnh di truyền, trong khi đó khả năng mang song thai cùng trứng thì không. Cụ thể, một số yếu tố có khả năng làm tăng cơ hội sinh đôi khắc trứng như độ tuổi. Với những người phụ nữ trên 30 tuổi mang thai thì tỷ lệ mang đa thai sẽ cao hơn, bởi vì ở độ tuổi này, lượng nội tiết tố FSH, học môn kích thích dụng trứng, được cơ thể người phụ nữ giải phóng nhiều hơn, làm tăng khả năng dụng nhiều trứng cùng một lúc. Yếu tố di truyền nếu thai phụ từng mang thai sinh đôi khác trứng hoặc có mẹ Bà và người thân từng mang song thai khác trứng thì khả năng sinh đôi sẽ cao hơn những người khác. Chỉ số BMI, những người phụ nữ có chỉ số BMI cao trên 30 thì khả năng mang thai đôi cao hơn so với những người có chỉ số BMI thấp. Vóc dáng, so với những người thấp bé thì những người phụ nữ cao to thường có cơ hội sinh đôi khác trứng cao hơn. Mang thai càng nhiều lần, cơ hội mang song thai khắc trứng càng cao, đặc biệt là đối với những người phụ nữ cho con bú. Phụ nữ sử dụng nhiều sản phẩm làm từ sữa sẽ có khả năng sinh đôi cao hơn so với những người khác áp dụng các công nghệ hỗ trợ sinh sản như kỹ thuật thụ tinh nhân tạo có sử dụng thuốc kích thích dụng trứng hay phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm sẽ chuyển cùng lúc nhiều phôi và tử cung người mẹ. Vậy sinh đôi khắc trứng có nguy hiểm không? Tương tự như các trường hợp mang đa thai thì sản phụ mang thai đôi khắc trứng có nguy cơ cao gặp phải các biến chứng nguy hiểm trong thai kỳ hơn so với mang thai đơn. Những biến chứng thai kỳ khi sinh đôi khắc trứng thường gặp bao gồm các em bé sinh ra có thể nhẹ cân hơn so với tuổi thai bình thường trong những tuần cuối thai kỳ khi hai bé đã phát triển khá lớn không gian bên trong tử cung sẽ bị bó hẹp lại điều này có thể phần nào ảnh hưởng đến sự phát triển của các bé thai phụ có nguy cơ cao mắc bệnh tiểu đường thai kỳ cũng như tăng huyết áp tiềm ẩn nguy cơ xảy thai cao hơn hoặc khả năng có một trong hai bé sẽ tử vong khi chào đời tăng nguy cơ sinh non tăng cao trong quá trình làm nghề đại tá hà quốc khanh đã từng gặp một trường hợp khác người bố nghi ngờ hai con sinh đôi không phải con mình nên đã đi xét nghiệm adn người đàn ông làm nghề thủy thủ thường xuyên vắng nhà khi vợ mang song thai hai đứa con trai anh đã rất vui mừng tuy nhiên hai đứa trẻ sinh ra có vẻ ngoài khác nhau nên người đàn ông đã nghi ngờ và âm thầm đi làm xét nghiệm adn kết quả xét nghiệm cho thấy cả hai đứa trẻ đều là con của người đàn ông này lý giải cho trường hợp này đại tá khanh cho biết thay vì chỉ dụng một trứng như thông thường thì trường hợp này người vợ đã dụng hai trứng vào khoảng thời gian mà vợ chồng có quan hệ và cả hai trứng đều được thụ tinh bởi hai tinh trùng khác nhau đây là trường hợp sinh đôi khác trứng được thụ tinh bởi một người bố.